Ok, chào các bạn. Mình sẽ dẫn nhanh một thủ thuật rất là hay dành cho các bạn mà không biết. Mấy cái post hoặc là mấy cái bước này. Ví dụ đây thì mình có một số người, đây không có nhiều lắm nhưng mà một số người mình xin đây. Mình hỏi họ không biết. Mình không biết, mình không dám chắc biết một thôi. Mình nhớ có cái phim gì mà Papa Kiki mình đã từng xem. Ok, thì mình sẽ giúp bạn cách mà các bạn sẽ tìm tìm cái hình này trên Google. Đó, để các bạn này. Ok, thì mình sẽ giúp bạn cách tìm cái pic này. Cái này thì áp dụng cho tất cả vì mình dùng Google mà của mình. Gì đâu đúng không? Mình dùng cách áp dụng tất cả các loại máy nhé. Ok. Thì bây giờ trước tiên là các bạn 3.7 ok, sau khi các bạn vào thư mục Facebook trong bộ sưu tập trên máy tính ấy, các bạn tìm bức ảnh bạn vừa lưu vào trong máy á. Bạn đi xếp, bạn lưu còn xếp xếp app với bạn lưu vào đâu rồi bạn mở thì bạn vào bộ sưu tập bạn mở bức hình lên mình vừa tải. Ok, đấy bức hình mình vừa tải. Bây giờ bạn thực hiện sau, bạn hãy vào chỉnh sửa. Bạn vào điều chỉnh, bạn xén cắt đấy. Bạn chọn một bức mà bạn không biết. Chọn một bức nhá. Không thể chọn nhiều. Đây mình xén đây, mình cắt này đi. Ở đây mình sẽ lưu ở. Ok. Ok, các bạn mở trang image.google.com hay là bạn vào tìm Google bạn có hình ảnh. Ok, trước khi thực hiện bạn hãy kích vào đây. Trên iPhone nó có cái nút hình vuông, nó mũi tên đi lên ấy, ở dưới cạnh mấy cái nút backpack ở Safari ấy. Các bạn kích vào chọn trang web, chọn cái yêu cầu trang web cho máy tính. Kiểu này nó sẽ giống một số máy, nó sẽ giống nhau. Các bạn tích vào. Trên máy tính các bạn không cần nhá, bởi vì cái giao diện mình sẽ giải thích trong một tí nữa sao không cần. Nên giao diện này sẽ cho máy điện thoại của bạn nó giống như máy tính, giống như giao diện trên máy tính. Bởi vì tính năng này là trên điện thoại không thể sử dụng trực tiếp được. Tính năng này thì mình phải cho này thì lập tức là các trang web điện thoại nó sẽ thành to to này, thành trang web máy tính. Và máy tính cũng sẽ giao diện này. Ok. Ok, thì các bạn kích vào cái nút hình ảnh. Các bạn chọn tải lên. Chọn tên. Chọn tên này các bạn click vào một số, click vào để duyệt hay là để bạn tìm đến bức ảnh đó bạn đã, bức ảnh bạn đã xé nhá. Ví dụ đây là bức hình mình cần tìm đây. Đây là cái pic mình không biết, mình sẽ click vào đây, mình chọn rồi tải lên. Đây nó sẽ search. Đương nhiên là nó sẽ không có thể là không chính xác, nhưng mà theo mình biết thì Oni Ojiji thì cũng có người bảo cái này là nó chính xác đấy. Ok, hentai tai này rồi, hentai Z. Ok. Ok, thì đây cái xác suất này là nó không được, có thể sẽ không thôi, có thể nhá, bởi vì nếu hình ảnh mà không rõ là bị mờ thì sẽ bị dễ bị lộ. Đây là cái công cụ quét ảnh của Google. Mình sẽ thử bước khác cho bạn xem. Mình sẽ ví dụ bước này nhá. Bước nào trong sáng mình sẽ, bước nào sáng sáng thì mình sẽ, bước nào mình cảm thấy hay hay thì loli thì mình sẽ chọn bố là một loli con. Các bạn căn hình cho nó phù hợp.